Từ khi quen anh, bạn bè đều không thể tin vì anh và mình có tính cách hoàn toàn khác biệt nhau. Mình được mọi người nhận xét là một đứa con gái khá là hiền lành, nhiệt tình với mọi người xung quanh. Còn anh thì khó tính, lên đại học lại không có mấy bạn bè. Trong lúc quen anh, cả hai có rất nhiều bất đồng. Mình cũng có rất nhiều lần muốn chia tay, nhưng lại mềm lòng vì sau những lần nói chuyện, anh đều bảo là sẽ thay đổi. Lúc quen nhau, những ngày lễ sinh nhật mình, hầu như mình rất ít được nhận quà từ anh. Đi ăn đi chơi cũng là chia đôi, đôi lúc anh trả bữa này thì bữa sau mình sẽ là người trả. Lúc còn sinh viên, mình cũng có đi làm thêm nên cũng có tiền để mua những thứ mình thích. Còn anh lúc nào cũng bảo nhà mình nghèo, nhưng khi mình giới thiệu công việc làm thêm cho anh làm thì anh lại bảo rằng là bận học, không có thời gian làm, trong khi thành tích anh không có tốt hơn mình. Nhiều lúc muốn đi chơi hẹn hò, mình rủ anh thì anh luôn bảo là anh hết tiền rồi. Những lúc có lương làm thêm, mình thường sẽ mua cho anh một cái gì đó như là quần hoặc áo dù không có mắc. Chúng mình cứ vậy quen nhau được 3 năm, đến lúc làm đồ án tốt nghiệp hay thực tập, mình thì lo tìm nơi thực tập, vừa xong đồ án thì mình lo tìm chỗ làm. Còn anh thật sự trong lúc còn là sinh viên, mình không đặt kỳ vọng nhiều ở anh, nhưng đến lúc thực tập thì mình cũng phải hối anh, đến lúc làm đồ án xong kiếm việc làm thì mình cũng nói. Thực sự mình thấy anh không có chí tiến thủ, trong khi bạn bè đã đi làm, mình cũng lo rải CV tìm việc, nơi thực tập thì anh cứ bảo là đợi anh trả nợ môn. Lúc đó mình đã nói lời chia tay với anh. Vì đối với mình khi còn là sinh viên thì như thế nào cũng được, nhưng khi đã ra trường thì phải tự lo được cho mình, chứ không nên dựa vào tiền của bố mẹ. Chia tay được nửa năm thì một hôm anh nhắn tin hỏi thăm mình. Chúng mình gặp nhau, đi ăn với nhau sau những buổi đi làm, rồi cũng quay lại với nhau. Anh nói rằng anh đã có công việc có thể tự lo, anh muốn quay lại, muốn mình chờ anh thêm 2-3 năm nữa. Khi anh trả nợ cho gia đình xong, sẽ lo cho tương lai của hai đứa. Thực sự mình vẫn còn tình cảm với anh, nên là mình đã quyết định quay lại. Mình mong chúng mình sẽ thực sự lâu dài với nhau. Sau khi quay lại thì dịch bùng, hai đứa mình làm việc ở nhà. Lúc đó mình cũng chuyển trọ, nên hai đứa quyết định sống chung với nhau. Mình ở với anh từ nấu ăn, giặt đồ như một người vợ, đôi lúc anh cũng phụ mình. Ở với nhau hơn 6 tháng, mình nhận ra rằng dù anh có công việc, nhưng anh vẫn như lúc trước, tiêu tiền không quan tâm gì cả. Dù đi làm, nhưng sinh nhật mình, anh cũng chỉ chúc em sinh nhật vui vẻ. Vì gia đình có việc nên mình quyết định về quê. Gần một tháng sau đó mình phát hiện là mình trễ kinh nguyệt. Mình nhắn tin nói với anh bảo mình mua đồ về thử. Nhưng mình đang ở quê, chỉ cần đi ra đường mua que thử thì mọi người sẽ biết, ba má sẽ biết, mình không biết đối mặt với ba má kiểu gì nữa. Anh cứ nhắn thúc giục mình thử, để anh còn tính. Anh nói rằng thử sớm để biết bỏ sớm, không lại bị ảnh hưởng. Nhà anh mà có điều kiện thì anh cưới em liền á. Thật sự sau khi nghe anh nói hai câu đó xong, mình cảm thấy hối hận. Hối hận vì đã quay lại với anh, hối hận khi ở chung với anh, hối hận vì đã mơ ước tương lai của hai đứa quá nhiều. Mình cứ nghĩ rằng hai đứa đã đi làm thì giờ ở chung với nhau cũng không sao, vì đã tính sẽ lấy nhau. Mình không mong gì ở anh, vì mình cũng đi làm tự có tiền, tự lo được cho mình. Chỉ mong khi lễ hay là sinh nhật, nhận được một món quà nhỏ từ anh, kể cả là một bông hoa thôi cũng được. Chúng mình sẽ cùng nhau cố gắng để dành dụm cho tương lai sau này. Nhưng khi sự việc này xảy ra, thì mình nhận ra rằng tất cả chỉ là mình nghĩ, tự mình mong ước như vậy thôi. Hiện tại mình vẫn chưa dám đi khám. Nếu thật sự có thai, mình không biết phải làm gì bây giờ nữa. Chào mọi người, lại là Quyên đây. Lần trước khi mà những chiếc bánh đầu tiên của mình được mọi người ủng hộ, mình đã rất là vui. Mình quyết định mở một cửa hàng chuyên làm các loại bánh ngọt phục vụ cho mọi người. Chuyện cũng chẳng có gì cho đến một hôm, mình sang nhà người bác ruột của mình để mượn tiền thuê mặt bằng. Bác cũng biết mình là người có chí tiến thủ nên đã cho mình mượn một số tiền không nhỏ để có thể mở cửa hàng. Cầm số tiền trong tay và nghĩ tới những viễn cảnh tươi đẹp, vừa có thể trả được nợ nè, lại còn có thể có được một công việc có thu nhập ổn định nữa. Nhưng đời không như là mơ, cầm số tiền chưa được bao lâu thì tin dữ đã ập tới với mình. Đứa bạn cùng phòng, cũng là người đang cùng mình mở tiệm bánh, gặp phải tai nạn, cần một số tiền lớn để phẫu thuật. Không suy nghĩ nhiều, mình đã chuyển ngay số tiền vừa vay được cho nó. Về đến nhà, mình đã thực hiện ngay chiếc bánh gato kết hợp cùng với bánh donut. Làm bánh donut thì dễ rồi, nhưng mà để kết hợp một chiếc bánh sinh nhật cùng với bánh ngọt thì khá là khó đó.
Được cái mình là người thấy cái gì càng khó thì càng phải sử dụng cái đầu, nên mình đã nghĩ ra cách cắt nhỏ những chiếc bánh donut ra rồi gắn vào trong. Nhìn giống như là chúng đang được mọc ra từ bánh gato vậy á. Sau khi làm xong chiếc bánh thì mở điện thoại ra chụp hình các kiểu để gửi cho đứa bạn cùng phòng thì ôi thôi. Cầm điện thoại trên tay, đọc từng dòng tin nhắn mà đứa bạn cùng phòng. Nó không hề tai nạn hay ốm đau gì cả. Nó cần tiền để trả nợ cho người yêu. Lúc đó mình rất là sốc. Mình không nghĩ được cái gì hết. Số tiền mà mình mượn của bác bây giờ đã bay theo tình yêu của đứa bạn rồi. Còn kế hoạch mở tiệm bánh của mình sẽ ra sao? Mình đã đặt cọc, mua đồ đạc rồi. Bây giờ chỉ còn chờ ngày khai trương. Nhưng sự việc ập đến quá bất ngờ. Theo các bạn có thể là mình sẽ làm gì tiếp theo? Từ bỏ sao? Không, mình không làm thế. Mình đã cầm xe bán chiếc điện thoại iPhone 11 ưa thích và cầm chiếc vòng vàng mà bà nội mình tặng để xoay tiền. Số tiền mình có khi đó khoảng 30 triệu cũng đủ để duy trì cho tiệm bánh của mình khoảng 2 tháng. Tiệm bánh được khai trương đúng dự kiến với chiếc bánh gato 3 tầng. Trang trí bên ngoài là hàng trăm viên kẹo KitKat bao phủ bên ngoài. Phía bên trên sẽ là điểm nhấn là chiếc cốc đựng chocolate nâu và trắng. Khi nhấc chiếc cốc ra thì sô-cô-la sẽ chảy ra và phủ lên toàn bộ chiếc bánh. Cảm ơn trời đất ngày hôm đó mọi thứ đã xảy ra suôn sẻ với mình. Còn đứa bạn mình, các bạn muốn biết kết quả ra sao không? Đứa bạn của mình sau khi ôm cục tiền của mình và chạy trốn trả nợ cho người yêu. Ban đầu mình cũng định báo công an, nhưng nó lại gọi cho mình. Nói rằng vì tình cảnh nên mới lừa mình, định mượn tiền một thời gian, khi nào có thì trả lại. Lúc này mình cũng không định truy cứu nữa nên đành hoãn việc đó. Sau một thời gian, sau khi đang chuẩn bị cho mẫu bánh mới thì thấy ở ngoài cửa có một vóc dáng rất quen thuộc và đang đứng bên ngoài. Mình bước ra và thật bất ngờ, đó là đứa bạn cùng phòng của mình. Dắt nó vào trong tiệm và hỏi chuyện, chưa kịp nói câu nào thì nó đã đặt lên bàn một túi tiền. Trong đó là toàn bộ số tiền mà hồi trước nó vay. Mình rất ngạc nhiên, hỏi tiền ở đâu thì nó không nói. Nhưng nhìn trên cổ không thấy chiếc vòng vàng của nó đâu thì mình cũng đã hiểu được phần nào. Hai đứa mình đã tâm sự với nhau rất nhiều chuyện thì mình mới biết. Sau khi trả được nợ thì thằng bạn trai của con bạn đã bỏ theo một đứa con gái nhà giàu khác, bỏ lại bạn mình bơ vơ dù đã rất nhiều lần níu kéo. Đang nói chuyện thì nó ngỏ ý muốn rời đi. Mình hỏi đi đâu thì nó nói là giờ tao không còn gì nữa rồi, tao về quê thôi. Không đành lòng nhìn đứa bạn trai đi, mình liền hỏi nó là có muốn làm ở tiệm bánh của mình hay không. Ban đầu thì nó cũng từ chối sợ ảnh hưởng tới mình, nhưng sau một hồi thuyết phục thì nó cũng đã đồng ý. Tình bạn lại được hàn gắn nên mình lại nảy ra ngay ý tưởng làm một chiếc bánh kem có trang trí những sợi dây xích bằng kem màu đen, thể hiện cho tình bạn gắn bó của hai đứa mình. Hy vọng qua câu chuyện của mình, các bạn sẽ thêm tự tin và lạc quan hơn trong cuộc sống. Có lẽ 3 năm cấp 3, tớ chỉ thích duy nhất mình cậu. Tớ vẫn còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, đó là ngày tự trường nắng đẹp. Tuy nhiên tớ không có ấn tượng gì với cậu. Sau thời gian ngồi cùng bàn với nhau thì tớ thích cậu không biết từ bao giờ. Tớ có từng nghe qua câu nói trái tim luôn có những lý lẽ của riêng nó mà lý trí không thể nào hiểu nổi. Điều đó cũng giải thích vì sao khi thích một người chẳng vì bất kỳ lý do nào cả, chỉ đơn giản là thích thôi. Vậy đấy, thỉnh thoảng tớ lại luôn vô thức để tìm mình hững một nhịp khi bắt gặp ánh mắt nhìn hay nụ cười hờ hững của cậu như ánh nắng dịu nhẹ sưởi ấm trái tim. À, chắc là tớ thích cậu cũng là do tớ thấy cậu học giỏi toán và Anh nữa. Tớ đã và đang rất ghen tị khi điểm của cậu cao hơn tớ, trong khi cậu tổng kết 9 phẩy, còn tớ thì chỉ có 8 phẩy thôi. Cậu biết không, tớ đã từng lấy cậu làm động lực để cố gắng trong tất cả các kỳ thi đấy. Vậy nên đôi lúc tớ thấy điểm chúng ta giống nhau, tớ vô cùng hạnh phúc vì đã cố gắng được như cậu. Tuy nhiên thì học kỳ này tớ thua cậu 0,1 điểm. Buồn quá đi à. Thật ra việc giấu tình cảm trong lòng khiến tớ bức rất khó chịu. Trên đời này có một loại tình yêu gọi là tình yêu đơn phương. Một người không biết, một người thì luôn nhớ nhung, thầm thương trộm nhớ. Còn người ấy khiến cho ta muốn quên, nhưng không thể quên và không biết bao giờ mới kết thúc. Dạo này tớ không hay gặp cậu nữa, chúng ta cách xa lớp. Điều ấy sẽ tốt cho tớ thôi, bởi vì sẽ mau quên cậu. Mỗi lần gặp cậu thì tim tớ như tan vỡ, trạng thái né tránh nhưng vẫn muốn gặp. Nhưng trách cứ là một chuyện, muốn né tránh là một chuyện, còn vẫn thích và yêu thầm người ta thì lại là một chuyện khác.
Yêu thầm được người ta ví như một loại tình cảm, giống như trời mưa rất lớn, một người cố ý đứng đợi cửa chỉ để mong trú mưa, nhưng lại không dám, chỉ có thể tiếp tục đứng dưới cơn mưa ấy. Nhưng tớ nghĩ rằng tớ không sợ sai lầm, chỉ sợ bỏ lỡ, không sợ bị cự tuyệt, chỉ sợ sau này không ngừng hối hận vì đã không thổ lộ qua video này. Tớ nghĩ rằng tớ đang thích cậu và tớ yêu cậu không cần lý do, bởi vì cậu chính là người tớ đang kiếm tìm. Đồng ý làm bạn trai của tớ nhé.